Mọi người, mình là Tú Anh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây và mình... A few moments later. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tú Anh và rất vui vì mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Hôm nay thì mình xin được cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để xem vlog của mình. Và nếu như mọi người vẫn còn thời gian thì đừng vội thoát ra ngoài nhé. Bởi vì ngay sau đây mình sẽ giới thiệu với mọi người về chủ đề chính của vlog lần này. Đó chính là My Thom Browne Collection. Let's go! Thom Browne thì là một nhà thiết kế người Mỹ và ông khởi nghiệp với những bộ suit nằm trong một cửa hàng nhỏ nằm trong lòng thành phố New York. Và tên tuổi của ông chỉ được mọi người biết đến khi mà những thiết kế của ông được coi là đi đầu trong cuộc cách mạng của thời trang đương đại, và ông cũng đi đầu trong phong cách thời trang menswear. Và từ đó thì những cái thiết kế rất là đặc trưng của Thom Browne được giới trẻ cũng như là các celeb nổi tiếng trên thế giới yêu thích, mà có thể kể đến như là đệ nhất phu nhân Michelle Obama hay là các thần tượng châu Á như là G-Dragon hay là Chris Hu. Và bản thân mình cũng không nằm ngoài danh sách đó. Đó là lý do tại sao mà mình đã dành dùm suốt 2 năm qua để có thể hoàn thiện dần bộ sưu tập Thom Browne của mình. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bộ sưu tập Thom Browne của mình nhé. Chính là chiếc Mercerized Polo Cotton Shirt này. Thì chiếc polo này mình đã mua cách đây khoảng tầm 2 năm. Và thực ra là đây là một sản phẩm đầu tiên của Thom Browne mà mình sở hữu trong tủ đồ. Thường thì mọi người khi mà mua Thom Browne thì chắc chắn mọi người sẽ mua những chiếc sweater, faux bars hay là jacket gì đó. Để mà nói về mua một sản phẩm polo của Thom Browne thì khi mà nhìn, nếu mà những mọi người không biết đến thương hiệu này thì sẽ chỉ thấy nó chỉ là một chiếc áo polo rất bình thường thôi. Nhưng cá nhân mình, bởi vì mình rất yêu thích những chiếc polo, nên là vì thế mình đã quyết định dành vị trí đầu tiên trong tủ đồ Thom Browne cho mình bằng một chiếc polo shirt như thế này. Thì chiếc polo shirt này có giá retail vào khoảng $750. Nhưng mà mình khá may mắn khi mà đợt đó mình mua được với giá sale từ một nhà retail của Ý thấp hơn rất là nhiều. Thế nên là mình đã không ngần ngại mà dinh em ấy ngay về tủ đồ của mình đấy. Ngoài ra mình còn có một chiếc polo shirt khác. Thì chiếc này mình mua cách đây khoảng tầm 1.5 năm. Và chiếc áo này có tên là Label Patch. Nó nằm trong bộ sưu tập Fall Winter 2018 thì phải. Thì chiếc áo này, những sản phẩm của Thom Browne thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy là nó có những cái phần trim cắt nhỏ ở phần gấu áo, gấu quần hay là cổ tay áo như thế này. Thì đây cũng là một trong những sản phẩm khá tiêu biểu. Thì cái phần trim cắt nhỏ như thế này thì khi mọi người mở thì mọi người sẽ thấy là nó có 3 sọc kẻ tiêu biểu của Thom Browne, xanh trắng đỏ, đỏ trắng xanh gì đấy. Và đằng sau thì sẽ có một cái sọc dài như thế này ở lưng. Thì sản phẩm này mình mặc khá là nhiều khi mà mình mặc cùng skirt hay là mình mặc cùng short. Mọi người có thể thấy là thiết kế mà mình đang mặc trên người đây, đó chính là chiếc faux bar sweater. Đây là một trong những thiết kế mà mọi người có thể thấy nhìn thấy rất là nhiều rồi. Mình đã chọn màu navy thay vì màu xám. Và khi mà mình có cơ hội để mua màu xám, mình cũng vẫn không mua màu xám mọi người ạ. Mà thay vào đó mọi người, mình lại mua thêm một chiếc sweater cũng màu navy luôn. Bởi vì mình quá yêu màu navy nên là mình đã quyết định mua 2 chiếc navy. Nhưng mà chỉ có điều là chiếc áo mà mình đang mặc trên người thì là phong của nam, và chiếc áo này thì là phong của... chiếc áo mình đang mặc thì là phong của nữ, còn đây là chiếc áo phong của nam. Và một sản phẩm có lẽ là mọi người cũng đã nhìn thấy khá là nhiều và cũng đã khá quen thuộc rồi, đó chính là chiếc sơ mi này đây. Chiếc sơ mi này thì đã từng nổ ra một cái cuộc tranh cãi giữa fake và real. Thì cá nhân mình không quá gay gắt về cái vấn đề này, bởi vì mình nghĩ là giá trị của một món đồ nó sẽ nằm phụ thuộc vào người mặc, nó sẽ nằm phụ thuộc vào cách mà bạn mặc nó như thế nào, chứ không phải là khi mà bạn nhìn thấy quá nhiều người mặc thì bạn sẽ không một tiểu thích cái món đồ ấy nữa. Thế nên là mình không hề bị lung lay bởi ý kiến đó. Thay vì chọn cho bản thân mình một chiếc armband có sọc ở tay như mọi người vẫn thường thấy, thì mình đã chọn cho bản thân mình một chiếc áo label patch như thế này. Để khi mà mọi người nhìn thấy là khi mình mặc các phần sọc ở cổ nó sẽ hiện ra như thế này đây. Thì tại sao mình lại chọn? Thì đơn giản là
tiêu chí trong việc chọn những món đồ của mình luôn luôn là less is more. Và tiếp theo mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là chiếc hoodie jacket của Thom Browne. Chiếc hoodie jacket này cũng có thiết kế tương tự như chiếc sweater mà mình vừa nói với mọi người. Đó chính là four bars ở phía bên tay trái như thế này đây. Thì chiếc hoodie jacket này ban đầu mình cũng rất muốn mua màu navy mọi người ạ. Nhưng bởi vì mình đã có quá nhiều màu navy rồi thì nên là mình đã mua chiếc áo này màu xám. Giới thiệu với mọi người chiếc skirt này của Thom Browne. Thì tại sao lại gọi là skirt? Bởi vì nó là sự kết hợp giữa shirt và skirt, có nghĩa là phần bên trong thì nó sẽ là một chiếc quần, còn bên ngoài sẽ là giả váy như thế này đây. Thì về chất liệu thì mình không thực sự đánh giá cao về thiết kế này của Thom Browne, bởi vì phần vải khá là dày và cũng có vẻ là không được mềm nữa, hơi cứng. Nhưng mà về đường kim mũi chỉ cũng như là phần xếp ly của chiếc skirt bên ngoài này thì vẫn rất là hoàn hảo. Tiếp theo sẽ là chiếc skirt duy nhất của Thom Browne mà mình sở hữu trong tủ đồ. Thì để nói về những chiếc skirt của Thom Browne thì mình sẽ không ngần ngại và đánh giá 10/10. Thì mọi người có thể thấy là từ đường kim mũi chỉ cho đến những đường xếp ly như thế này đều được may rất là cẩn thận và tinh tế tỉ mỉ. Ngoài ra thì những thiết kế của Thom Browne về skirt hay là quần thì nó sẽ luôn có những cái phẩy thác nhỏ như thế này ở phía sau cạp. Và chiếc thiết kế này thì thực ra là đã cách đây rất là lâu rồi, thế nên là để tìm được một thiết kế như thế này của Thom Browne nữa thì rất là khó. Thiết kế này của Thom Browne ngoài ra còn có một cái điểm đặc biệt nữa là ở phía sau váy sẽ có một cái phần trim cut như thế này. Thì khi mà mình cầm chiếc váy này lên thì mình đã rất là thích thú, bởi vì mình thường thích những cái detail nhỏ trên áo mà nó khó phát hiện ra, nhưng mà khi mình mặc lên thì mình sẽ thấy. Và mình xin giới thiệu với mọi người phần yêu thích nhất của mình trong tủ đồ, đó chính là những chiếc cardigan. Những chiếc cardigan của Thom Browne thì luôn luôn mang tiêu chí là nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng mà thực tế thì giá của chúng thì lại không hề nhẹ một chút nào mọi người ạ. Lúc đó khi mà mình phân vân giữa chọn hai kiểu dáng cardigan của Thom Browne, một là kiểu four bars quen thuộc, một kiểu rất là basic rồi, và hai là chiếc này mọi người ạ, thì lúc đó mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi những detail ở trên áo. Thứ nhất là phần cúc màu vàng, mạ vàng. Thứ hai là phần cổ tay áo được đính label patch như thế này. Thì lúc đó mình đã hoàn toàn không còn nghĩ ngợi gì nữa và mình đã quyết định là mình sẽ lấy chiếc này về. Bản thân mình thì không phải là một người quá yêu thích những màu sắc sặc sỡ, nhưng mình đã quyết định tô điểm trong tủ đồ của mình với hai chiếc áo cardigan, một chiếc màu hồng và một chiếc màu đỏ. Chiếc màu đỏ này thì có tên là Bold Icon, nó thuộc Season Spring Summer 2018. Thì ở phía sau lưng áo mọi người sẽ nhìn thấy cái hình chiếc thuyền được thêu khá là chi tiết như thế này. Và ngoài ra thì vẫn là four bars ở phía bên cánh tay trái. Mà chiếc cardigan thứ hai mà mình muốn nhắc tới đó chính là chiếc label patch này. Màu hồng này thì bên ngoài cực yêu mọi người ạ, nhưng mà ở trong phòng nó hơi tối thì nên là nó đã giảm cái độ xinh của chiếc áo này đi. Chiếc áo này thì chỉ có một vài những cái detail cơ bản, đó chính là ở phần cổ tay sẽ có phần label patch và phía sau lưng áo cũng sẽ có label patch của Thom Browne. Mình vẫn còn để rác ở trong túi áo mọi người ạ. Xin lỗi mọi người nhé. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với mọi người hầu hết những sản phẩm về quần áo và váy của mình trong tủ đồ. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang phần phụ kiện của Thom Browne. Mình có hai món phụ kiện của Thom Browne. Một là chiếc pouch này đây. Chiếc pouch này thì thiết kế cũng khá đơn giản và nó có size là 15-20 thì phải, khá là nhỏ mọi người ạ. Nhưng mà cũng khá là tiện nữa, bởi vì là mình cũng không muốn cầm những chiếc clutch nó quá to và quá rộng. Chiếc clutch này thì nó chỉ có một ngăn duy nhất thôi. Nó chỉ để được chắc là son, tiền rồi là điện thoại gì đó nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà để dày quá thì nó cũng sẽ mất cái phong dáng của chiếc pouch đi. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu với mọi người một sản phẩm gọi là nhỏ nhưng mà cực có võ mọi người ạ. Đó chính là đôi tất này đây. Đôi tất này của Thom Browne có giá là 250 đô. Bởi vì mình đã quá thích rồi, thế nên là mình đã quyết định mua. Nó như kiểu bị mê hoặc các bạn, mê hoặc. Ngoài phụ kiện và quần áo thì không thể nào mà thiếu giày dép được rồi. Xin giới thiệu với mọi người
chân lý của Derbyshire. Tại sao mình nói thế? Bản thân cá nhân mình thì là một người rất là yêu thích những phong cách menswear. Thế nên là những cái kiểu dáng như là giày Oxford hay là giày Derbyshire thì luôn luôn là một trong những cái sản phẩm mà mình yêu thích, mình tìm kiếm. Cho đến khi mà mình tìm thấy thương hiệu Thom Browne thì mình đã hoàn toàn bị chinh phục bởi những đôi Derbyshire của Thom Browne mọi người ạ. Vô cùng đẹp, đẹp. Thế nên là khi mà mình mua đôi giày này, mình mua đôi giày này được giá sale khá là rẻ đó mọi người ạ. Thế nên là mình lúc đó mình đã không suy nghĩ gì và mình đã mua ngay lập tức. Và ngoài đôi Derbyshire vừa rồi mình đã giới thiệu với mọi người thì mình còn có một đôi giày khác của Thom Browne, đó chính là đôi sneakers này đây. Và đôi sneakers này mình sẽ để xa một chút nhá, tại vì nó hơi bị dơ á. Tại vì mình đi nhiều quá rồi, bây giờ mình có giặt nó cũng không thể sạch được hết những cái vết này nữa. Đôi sneakers này sẽ phá bỏ hết mọi suy nghĩ của mọi người về giày luxury mọi người ạ. Thường là những đôi giày luxury khi mọi người đi lên chân thì sẽ không thể nào êm như là mọi người đi một đôi sneakers thể thao được. Nhưng đôi giày này hoàn toàn khác, bởi vì phần phía bên trong của nó thì đều được bọc bằng da, và là da mềm mọi người ạ. Khi mình đi vào mình sẽ cảm giác là nó rất là ôm chân và nó rất là mềm chân nữa. Thế nên là đôi này mình đã đi rất rất nhiều, thậm chí mình còn dùng cả đi leo núi và đi du lịch khắp mọi nơi, đi bộ khắp mọi nơi luôn ý. Vừa rồi là đôi lời chia sẻ của mình về sở thích cũng như là bộ sưu tập Thom Browne nhỏ nhỏ của mình. Thì rất mong là sau vlog lần này thì mọi người sẽ có một cái nhìn mới mẻ hơn về Thom Browne. Và mọi người cũng đừng quên để lại những đóng góp và ý kiến của mọi người dưới phần bình luận nhé. Và rất mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách mọi người hãy subscribe và like kênh YouTube của mình. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào vlog tiếp theo. Bye bye!